我是他们家走了，我是他们家走，你给我几个药装拿出来，全部拿出来啊！来，收藏这里面。A few moments later. Hi, mọi người, mời mọi người ăn. Đầu dịch, mình hầm thuốc bắc rồi mọi người. Thì chồng mình nó hầm cho ăn nè. Ở bên đây, ở bên Trung thì thường thường ăn với đầu dịch hầm thuốc bắc. Ăn này cũng ngon lắm mọi người. Nhưng mà nó nhiều nguyên liệu quá, mình không biết làm. Mình ăn được. Dĩa yeah. Hai chồng ăn mà giờ mình ăn trước. Có mình ăn đấy, nó ăn thôi. Ngon rồi mọi người. Ở bên này thường là làm cái gì cũng hầm nấu. Cái này mì hầm mình ăn được, nhưng mà đau là mấy có nhiều món mình ăn được. Món này ăn được. Món này ăn bốc ngon mọi người. Món này sao ăn đũa. Kệ ăn bốc lại đi. Không sao. Mình ơi mình ăn mà. Mọi người mình thấy ghê nha. Mình đang coi phim. Nên hai con mắt mình nó dán trên điện thoại, trên TV. Mọi người đừng vô chữ mình. Nhiều lúc lên mạng xàm xàm, chứ ở đây buồn lắm, không có ai chơi cho. Có ngày lên mạng xàm xàm. Rồi lên mạng nói xàm xàm cho mọi người nghe. Rồi mọi người vô chửi. Khủng khí. Mọi người vô nhiều, chửi càng nhiều là mình lên càng nhiều lắm. Mình bây giờ mình giống như nhiều người ta lên mạng rồi đó, chửi càng nhiều lên càng nhiều. Alo nghe đỡ đi. Later. Ăn một cái đậu cả một tiếng đồng hồ. Ở ngoài mặt xấu lắm, mà lên hình đó, dùng app nó đẹp hơn. Ở vậy ở ngoài ai cũng xấu, ngoài lên hình ai cũng đẹp, đẹp như tiên nữ. Mình cũng vậy thôi, ngoài lắm bụng nổi đầy mặt. Thôi không nói nhiều nữa, tắt nha mọi người. Đã nói nhiều quá, video nó dài quá, mọi người chửi nữa. Bye bye mọi người. Bye bye.